Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý vị một căn nhà tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì ngõ thông cách với đường ô tô 100m, ngõ trước nhà 2,5m. Với cái ngõ này thì xe ba gác đi qua thoải mái mọi người nha. Với cái vị trí và thiết kế xây dựng là 5 tầng, diện tích 32m², hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà 3,7m, mặt hậu của ngôi nhà 3,7m, chiều dài của ngôi nhà là 8,67m mọi người ạ. Với cái thiết kế khá là hợp lý, với cái diện tích 5 tầng, vị trí gần như trung tâm, thiết kế toàn bộ lớp cửa chính của ngôi nhà là 2 cửa, thì bên ngoài là lớp cửa quấn và bên trong là lớp cửa gỗ mọi người ạ. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết, chỉn chu chỉ việc dọn đồ về và ở. Ngọc Ánh sẽ giới thiệu một chút về cái vị trí của căn nhà này gửi tới quý vị. Cái căn nhà này ấy, nó cách với lại cầu Trắng Hà Đông nó khoảng tầm 500m, giao thông đi lại rất là thuận tiện, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với bệnh viện đa khoa Hà Đông. Quý vị nào đi làm ở quận Hà Đông hoặc đi làm ở quận Thanh Xuân đều rất là hợp lý với cái vị trí căn nhà này. Nó gần như là trung tâm của quận Hà Đông, phường Mỗ Lao, phường Văn Quán gần như là trung tâm mọi người ạ. Căn nhà này thì cách với đường ô tô khoảng tầm 100m, ngõ thông, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Cách với lại chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 2 Mỗ Lao, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 800m quay đầu thôi. Gần với trường Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Bưu chính Viễn thông, cao đẳng trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Nói chung là với vị trí căn nhà này, quý vị mua để ở rất là hợp lý với cái thiết kế 5 tầng xây mới hoàn toàn. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này theo hiện trạng thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà được luôn mọi người ạ. Và đặc biệt vẫn có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Thiết kế của cái căn nhà này thì Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái phần thiết kế hoàn thiện lên rất là chỉn chu, từ cái phần gạch cho tới cái phần sơn bóng mịn luôn mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng khách, thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho mình một cái vách ốp PVC nhựa rất là hợp lý. Cái độ bền của nó từ 5 tới 7 năm sử dụng. Và cái thẩm mỹ và cái tính thẩm mỹ thì hiện tại bây giờ nó đang là mẫu mã mới nhất hiện nay trên thị trường. Với cái phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá rất là đẹp, nhìn nó rất là sang ngôi nhà lên. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với cái phần phòng khách này thì có luôn cả một cái đấu dây chờ lắp quạt trần mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao được lắp đặt đầy đủ rồi, đúng theo hiện trạng đó. Tiếp theo với cái không gian phòng bếp của ngôi nhà thì đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp em, xung quanh bếp ở đây là ốp gạch và cái phần phòng bếp được hoàn thiện chỉn chu rồi. Với cái hai cái tông màu trắng và tông màu nâu này rất là sang mọi người ạ. Đây, điện nước được lắp đặt đầy đủ rồi, phụ kiện bếp lắp đặt kèm theo đầy đủ và mặt bếp thì ốp toàn bộ là đá granite. Với cái diện tích 32m² thì thiết kế của ngôi nhà cố gắng tối ưu cái công năng sử dụng, còn không thể là tuyệt đối được mọi người ạ, chỉ được tầm tương đối thôi. Và ngoài ra cái phần phòng khách và phần phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị ở cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với giá chào bán hiện tại của căn nhà này, chủ đang chào là 4 tỷ 300 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu mọi người nhá. 4 tỷ 300 triệu đồng. Đấy, ngoài ra với cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách và phần cầu thang thì ở đây có cái vách lam gỗ ở đây rất là hợp lý mọi người ạ. Có thể kê ở đây mấy cái giỏ hoa để trang trí. Nó cũng là cái phần phong thủy để ngăn cách giữa phần cầu thang hướng ra phía phần cửa. Toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang ở đây ốp đá đen cổ trắng, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Như vậy Ngọc Ánh đã chia sẻ rất là cụ thể chi tiết đường hướng giá vị trí của cái căn nhà này và cái thiết kế của ngôi nhà ở tầng 1 thì đã review xong rồi. Mời mọi theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Ngoài đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì với cái thiết kế tầng 2 của ngôi nhà, phòng ngủ cũng như là một phòng vệ sinh ở phía bên trong thiết kế theo kiểu master với cái căn nhà này. Phòng ngủ rất là vuông vắn và với đặc biệt với căn nhà này thì cái mặt tiền của nó là 3,7m mọi người ạ. Khá là ok. Đó. Đây. Ở đây là có cửa ban công mở hướng ra phía bên ngoài, hướng nhà đông nam cho nên rất là mát mọi người nha. Ngọc Ánh sẽ vẫn nhắc lại với mọi người cái căn nhà này thì nó nằm ở trên trục ngõ thông thuộc đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông. Đó, toàn bộ các phần phòng ngủ ở đây là được lát sàn gỗ
lát sàn gỗ này, hệ thống trần thạch cao này, được thiết kế đầy đủ này, trần phào rất là đẹp luôn mọi người nha. Đó. Ngoài ra phòng ngủ vừa vuông vắn này, vừa được lát sàn gỗ này, cửa thông phòng đây quý vị ơi, thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim rất là chắc chắn và nặng tay. Tiếp theo là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2 ở bên trong căn phòng ngủ. Thì đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, rất là đẹp, màu sắc rất là tinh tế. Đây, vắt văn dàn cũng như là ở đây là cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Đây mọi người nha. Đó. Cửa đây. Toàn bộ cái phần phòng vệ sinh này thì được chủ nhà là ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần rồi, đầy đủ cho mình. Tiếp theo mời theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế tiếp theo như thế nào nhé. Quý vị ơi, với tầng 3 và tầng 4, tầng 2 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ như vậy. Với căn nhà này, thiết kế 5 tầng có tới 3 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ, cửa thông phòng đây, và phòng vệ sinh phía bên trong tất cả các phòng. Đồng thời với cái căn phòng ngủ này, diện tích của nó tầm hơn 20m mọi người ạ. Rất là vuông vắn, rất là dễ kê đồ nội thất, bởi vì cái mặt tiền của nó 3m7, rất là rộng. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 giống hệt như tầng 2, cũng được lát gạch, ốp gạch như thế. Màu trắng, đen đen, rất là tinh tế. Đây, thiết bị vệ sinh. Nói chung Ngọc Ánh chia sẻ với tất cả mọi người qua tất cả các video bất động sản, thì quan trọng nhất là cái giá trị bất động sản nó nằm ở vị trí. Căn nhà này vị trí nó thuộc phường Mỗ Lao, gần như là trung tâm quận, nằm trên mặt ngõ thông. Mọi người ạ, cái diện tích căn nhà cũng như là cái vị trí căn nhà, mặt ngõ thông và ngõ cụt nó khác nhau, cho nên cái giá nó có nhỉnh hơn một chút so với những cái căn nằm trong ngõ cụt mọi người nha. Tiếp theo mời người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà, bởi vì tầng 4 thiết kế y hệt như tầng 2, tầng 3. Vậy thì tầng còn lại, tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời người theo em lên trên phía tầng 5 nhé. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà mọi người ạ. Bước chân lên trên phía tầng 5, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây là cái phần để máy giặt riêng mọi người nha. Đó. Tiếp theo ở đây là cái khu vực để phòng thờ, có cửa sổ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên. Và phần cuối cùng, phần còn lại, đó chính là phần sân phơi. Đây, với phần sân phơi của ngôi nhà đây quý vị ạ, khá là rộng, thiết kế chỉn chu. Nói chung với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, vị trí đi lại thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0931 3403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.